Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Max Channel trong khung giờ quen thuộc 7 giờ tối các ngày và trong Max Link ngày hôm nay ngày 29 tháng 6. Hãy cùng nhau cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, phải tới ngày 9 tháng 8 tới đây thì Galaxy Note 9 mới được trình làng. Nhưng một trang công nghệ ở Nga đã chia sẻ những ảnh đầu tiên về chiếc điện thoại mới của Samsung. Blogger Enda Mutazin của Mobile Review từng vài lần có cơ hội trải nghiệm sản phẩm của Samsung từ trước khi máy chính thức ra mắt. Lần này thì ông khẳng định mình đã dùng thử Note 9 và cho biết là máy gần như thiết kế vẫn giữ nguyên của Note 8. Màn hình Super AMOLED sáng hơn, chức năng liên tục hiển thị Always On Display được nâng cấp đáng kể. Máy sẽ được tích hợp con chip Snapdragon hoặc là Exynos tùy từng theo thị trường. Phiên bản có dung lượng thấp nhất là 128GB với RAM 6GB, trong khi bản 256GB dùng RAM 8GB. Tất cả các model đều có khe cắm thẻ nhớ microSD. Camera của Galaxy Note 9 có chất lượng tương đồng với S9 Plus. Cùng với các tính năng như là khẩu độ kép, cải thiện khả năng chụp ảnh hướng sáng và chống rung quang học tốt hơn, ống kính kép thì vẫn được đặt ngang nhưng cảm biến nhận diện vân tay sẽ nằm ở phía dưới thay vì là nằm ngang hàng với camera như Note 8. Sản phẩm nặng hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm do pin là 4.000 mAh, cho phép thoải mái sử dụng trong 2 ngày. Trong thử nghiệm thì Note 9 có thể phát video liên tục với độ sáng màn hình cao nhất khoảng 23-25 giờ. Được biết thì giá bán của Note 9 dao động từ 950-970 USD. Trang Macrumors vừa dẫn nguồn báo cáo của Bloomberg cho biết khoản đầu tư hàng tỷ USD của Apple và LG Display sẽ bắt đầu phát huy hiệu quả. Theo các nguồn tin riêng thì công ty Hàn Quốc gần như đã sẵn sàng để trở thành nhà cung cấp màn hình OLED thứ hai của Apple. Điều này cho phép công ty Mỹ giảm sự phụ thuộc vào Samsung, hiện là nhà cung ứng tấm nền duy nhất cho iPhone. Được biết thì các màn hình OLED đầu tiên được sử dụng từ LG Display sẽ được sử dụng cho một mô hình iPhone mới, chính là chiếc iPhone X Plus dự kiến sẽ được phát hành trong năm nay. Dù nhà cung ứng này muốn bao thầu về cung cấp màn hình cho tất cả các mẫu iPhone mới, nhưng quy mô sản xuất lại chưa cho phép thực hiện việc này. Lô hàng này sẽ phải trải qua hai lớp phê duyệt, lần đầu tiên được dự kiến vào khoảng tháng 7. Và nguồn tin mới tuyên bố số lượng ban đầu mà LG Display cung cấp sẽ từ 2 đến 4 triệu đơn vị và con số này có thể tăng trong tương lai. Dù chúng còn khá nhỏ so với doanh số bán hàng của Apple, nhiều người tin rằng điều này vẫn sẽ giúp công ty Mỹ có thêm lợi thế cho việc đàm phán giá với Samsung, bởi vị thế độc quyền trước đây đã không còn. Ngoài iPhone X Plus thì Apple dự kiến sẽ phát hành hai mẫu iPhone khác là một chiếc iPhone X thế hệ thứ 2 và một lựa chọn chi phí thấp hơn với màn hình LCD với kích thước là 6,1 inch. Như vậy thì chiếc iPhone X tiêu chuẩn của năm 2018 sẽ vẫn sử dụng màn hình OLED của Samsung, còn LG sẽ đảm nhiệm màn hình trên mẫu iPhone màn hình lớn nhất. K1 là một trong hai smartphone thuộc phân khúc cao cấp của BlackBerry hiện còn trên thị trường. Hiện tại thị trường nước ta thì chiếc K1 vẫn có mức giá khá đắt, lên tới 16 triệu đồng trên mặt hàng chính hãng. Trong khi đó, khá bất ngờ là trong vài ngày gần đây đã xuất hiện những chiếc K1 giá hơn 2 triệu đồng, được quảng cáo là hàng nhà mạng Sprint mới 99%. Tuy nhiên thì những chiếc K1 Sprint có giá bán rẻ như cho tại một số cửa hàng hiện nay là loại máy khóa mạng. Loại hàng này thì đã có ở Việt Nam được một vài tháng nhưng số lượng ban đầu rất là nhỏ giọt vì không thể mở mạng được, hoặc là nếu mở mạng được thì cũng phải can thiệp vào phần cứng, chi phí tốn tới vài triệu đồng mà lại rủi ro về độ bền khi sử dụng lâu dài. Chính điều này đã khiến cho giá K1 sách tay tại Việt Nam từng có lúc rớt xuống chỉ còn 2-2,5 triệu đồng. Nhưng trong khoảng vài ngày gần đây thì cộng đồng người chơi BlackBerry ở Việt Nam mới tìm ra cách mở mạng bằng phần mềm cho K1 Sprint. Chỉ cần up lại hệ điều hành và có một số tinh chỉnh về phần mềm, máy có thể nhận được SIM của nhà mạng trong nước, thực hiện cuộc gọi, tin nhắn và truy cập vào mạng 4G. Cách thực hiện thì đơn giản hơn sự can thiệp vào phần cứng và khiến cho một số cửa hàng ồ ạt nhập K1 Sprint về. Tuy nhiên thì theo nhiều người chơi BlackBerry lâu năm thì cách thức chế phần mềm để giúp chiếc K1 2 triệu đồng nhận được SIM cũng chỉ là tạm thời, bởi khi sử dụng thì tính năng nghe gọi hoạt động thiếu ổn định, có thể gây nóng máy và nguồn pin. Vì thế dù đã xuất hiện phổ biến với giá rẻ như cho, nhưng chúng ta cũng nên cân nhắc trước khi mà lựa chọn. Và thực tế thì giá này thì hiện tại cũng đã không thiếu các sản phẩm có cấu hình tương tự chiếc K1 và khả năng sử dụng cũng ổn định hơn nhiều. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Max Channel, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp gì thì hãy để lại phía dưới phần luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và bye bye. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Max Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Max Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Max Mobile nhé.